Miu làm gì đấy? Miu làm gì đấy? Miu vào vườn chơi này, Miu vào vườn coi em Win này. Miu ơi, đây có con gà này Miu. Wow, quả mướp đầy chưa? Win làm gì đấy? Gì? Đây này, thấy quả mướp bây giờ. Đẹp quá, làm bằng vườn rau. Dạ đẹp quá chị ơi, làm chịu khó làm ra cả hết ở đây được ngàn mét không anh? Được có 600 mét vuông à? Vâng, đây là em cho đây là đây cọc chèo hai anh em. Ủa đây à? Hai chị em để em trả giới thiệu rồi đây cho em. Ủa đây uống nước em. Dạ. Vâng ạ, đẹp ha, khu này được anh Tình. Mình về mình làm, mẹ bỏ mẹ phải chăm chịu ra làm cái chỗ mình lên là đẹp vậy. Đúng rồi. Hai chị em bây giờ đi ngồi uống nước. Đi ngồi uống nước. Ở trong này các em không lo đâu. Để trong này không có Covid. Tụi em bị hết rồi. À, nên là không sợ. Tụi em bị hết rồi, giờ đâu sợ nữa. À, bị hết rồi. Bị hết không có sống. Thế à? Có phải hả? Đi làm chung với nhau là...